Xin chào quý vị, chúng ta lại gặp nhau trong thời lượng của tin mới. Hãy cùng dành ra ít phút mỗi ngày để lắng nghe những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý diễn ra trong kênh tin mới. Đến với bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những nội dung chính đáng chú ý ngay sau đây. Theo mạng tin tức của CCTV, tuần qua hầu hết vùng Đông Bắc Trung Quốc đã có mưa, và mưa lớn ở một số khu vực đã gây ra lũ lụt và các thảm họa khác. Tính đến 16 giờ ngày hôm qua, 3,973 triệu người tại 115 quận, huyện và thành phố thuộc các tỉnh Liêu Ninh, Cát Lâm và Hắc Long Giang đã bị ảnh hưởng. 95 người chết, 125 người mất tích, 390.000 người phải di rời khẩn cấp và hơn 62.000 ngôi nhà bị sập và hư hại nghiêm trọng. Diện tích cây trồng bị thiệt hại là 798,2 nghìn hectare, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 17,41 tỷ nhân dân tệ. Sau lũ lụt, Trung ương Đảng và Hội đồng Nhà nước rất quan tâm đến tình hình thiên tai tại đây. Ông Tập Cận Bình, Tổng Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương đã có những chỉ đạo quan trọng, chỉ rõ mặc dù mùa lũ chính vụ hiện nay mới bắt đầu nhưng tình hình lũ ở ba tỉnh Đông Bắc Bộ xảy ra rất nghiêm trọng. Trước mắt là phải dốc toàn lực tìm kiếm, cứu nạn những người mất tích, kịp thời tổ chức đưa dân vùng bị lũ uy hiếp đến nơi tránh an toàn, sắp xếp ổn định đời sống nhân dân vùng bị lũ lụt. Lý Khắc Cường, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị của Ủy ban Trung ương CPC và Thủ tướng của Quốc vụ viện đã ban hành một chỉ thị, yêu cầu Hội đồng Quốc phòng và các ban ngành liên quan hướng dẫn và tích cực giúp đỡ các địa phương tăng cường hơn nữa công tác cứu trợ thiên tai, nỗ lực hết mình để tìm kiếm, cứu nạn những người mất tích, kịp thời chuyển người dân ra khỏi vùng bị đe dọa, tái định cư hợp lý người dân vùng bị thiên tai và những người có liên quan. Theo chỉ thị của Tập Cận Bình và yêu cầu của Lý Khắc Cường, Quốc vụ viện đã khẩn trương cử Thứ trưởng Bộ Dân chính Tưởng Lệ làm trưởng đoàn, cùng các đồng chí từ Bộ Tài nguyên nước, Ủy ban Cải cách và Phát triển, Bộ Tài chính, Bộ Đất đai và Tài nguyên, Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban Y tế và Kế hoạch hóa gia đình và các bộ phận liên quan khác làm việc trong Quốc vụ viện. Trụ sở phòng chống lũ lụt và cứu trợ hạn hán quốc gia cũng đã cử một số nhóm công tác và nhóm chuyên gia đến khu vực sông Nộn Giang, sông Tùng Hoa và sông Hắc Long Giang để kiểm tra, đồng thời chỉ đạo tuyến trước phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, cấp phát vật tư hỗ trợ kịp thời. Số liệu mới nhất từ chính quyền Quảng Đông, Trung Quốc cho thấy số người chết vì những trận mưa xối xả gần đây ở tỉnh này đã tăng lên 70 người. Cục Dân chính tỉnh Quảng Đông hôm thứ Hai cho biết, tỉnh này vẫn còn 20 người mất tích, 1,73 triệu người bị ảnh hưởng bởi thiên tai và hơn 11.000 ngôi nhà bị sập hoặc hư hỏng nặng. Mặt khác, theo thống kê của Bộ Dân chính Trung Quốc, tại Hồ Nam và Phúc Kiến cũng xảy ra thiên tai lớn, trong đó Hồ Nam có 35 người chết. Đài quan sát khí tượng Trung ương Trung Quốc tiếp tục đưa ra cảnh báo mưa bão màu vàng. Dự kiến nhiều nơi ở miền Nam Trung Quốc sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng của mưa lớn từ thứ Hai đến thứ Ba. Theo các báo cáo, mực nước của 4 con sông lớn ở Quảng Đông đã tăng lên ở các mức độ khác nhau và lượng mưa ở Quảng Châu, thủ phủ của tỉnh, thậm chí đã đạt đến mức 220 năm mới có một lần. Lưu vực Tứ Xuyên ở phía Tây Nam Trung Quốc đã hứng chịu lượng mưa lớn trong những ngày gần đây, khiến ít nhất 20 người thiệt mạng và ảnh hưởng đến 2,75 triệu người. Văn phòng kiểm soát lũ lụt tỉnh Tứ Xuyên cho biết lượng mưa lớn đã gây ra lũ lụt nghiêm trọng ở nhiều nơi trong tỉnh. Tính đến 19 giờ tối ngày hôm qua, 15 thành phố và 45 quận, bao gồm Thành Đô, Đức Dương, Lạc Sơn, Nghi Tân, Lạc Sơn, Nội Giang, v.v. đã ảnh hưởng đến tổng cộng 2,75 triệu người và 150.000 người đã được chuyển khẩn cấp. Theo Văn phòng Kiểm soát Lũ lụt tỉnh Tứ Xuyên, lượng mưa lớn cũng làm thiệt hại khoảng 128.000 hectare cây trồng, làm hư hỏng 15 hồ chứa và hư hỏng 43 bờ bao. Truyền thông Tứ Xuyên cho biết, hiện tại quá trình mưa lớn đã kết thúc nhưng một số nơi ở Miên Dương, Đức Dương, Quảng Hán và những nơi khác vẫn có mưa xối xả. Các chuyên gia khí tượng cho biết, đợt mưa vừa qua cơ bản đã kết thúc nhưng một đợt mưa mới sẽ đến từ ngày mai tới 2 ngày tiếp theo. Khi đó, trên lưu vực sẽ xuất hiện một đợt mưa rông lớn khác theo hướng từ Tây sang Đông. Các chuyên gia của Cục Khí tượng Trung Quốc cho biết, tất cả các vùng của Trung Quốc sẽ bước vào giai đoạn quan trọng để kiểm soát lũ lụt vào tháng tới. Tình hình thời tiết diễn biến phức tạp và thảm họa do mưa lớn diễn ra bất thường hơn. Đồng thời, bước sang tháng 6, bão hoạt động mạnh, Giang Nam, Nam Trung Quốc và những nơi khác cần chuẩn bị trước bão để đề phòng ảnh hưởng của bão và các thiên tai thứ cấp có thể xảy ra. Lưu vực Tứ Xuyên ở Tây Nam Trung Quốc cũng đã trải qua lượng mưa lớn trong những ngày gần đây, gây ra thảm họa nghiêm trọng và gây thương vong. Tại thành phố Đô Giang Yển, cách Thành Đô, thủ phủ Tứ Xuyên hàng chục km về phía Tây Bắc, sáng thứ Sáu, một vụ lở đất quy mô lớn đã xảy ra tại một ngôi làng, 13 ngôi nhà bị phá hủy và hơn 30 người bị chôn vùi. Theo thông tin từ các phương tiện truyền thông chính thống của Trung Quốc, địa điểm xảy ra thảm họa sạt lở đất là Vô Hương, thuộc làng Tam Tây, thị trấn Trung Hưng, thành phố Đô Giang Yển. Khu vực sạt lở đất rộng khoảng 2 km2. Truyền thông Trung Quốc cũng mô tả tình trạng mưa xối xả tại địa phương, tầm nhìn hạn chế và khó khăn trong việc điều khiển các phương tiện đã làm gia tăng khó khăn cho công tác cứu hộ. Truyền thông Trung Quốc cũng đưa tin trên truyền hình,
quay cảnh một công nhân được giải cứu sau khi bị mắc kẹt trong nước lũ ở Đức Dương, Tứ Xuyên, trong đó cũng cho thấy một nhà máy bị nước lũ cuốn trôi. Ngoài ra, cầu Bàn Giang ở thành phố Giang Du, cách thành đô khoảng 230 km về phía Bắc, đã bị sập hôm thứ Ba, khiến 8 phương tiện và 17 người mất tích. Theo Cục Khí tượng Trung Quốc, lưu vực Tứ Xuyên, bao gồm cả thủ phủ thành đô của Tứ Xuyên, đã trải qua lượng mưa lớn trong 3 ngày qua, gần bằng lượng mưa trong trận lụt Tứ Xuyên vào mùa hè năm 1981. Kính thưa quý vị, có ít nhất 35 người đã thiệt mạng và 16 người mất tích khi lũ lụt ngày càng gia tăng ở Đông Bắc Trung Quốc. Các quan chức tỉnh Hắc Long Giang cho biết vào cuối ngày thứ 6 rằng lũ lụt đã khiến 21 người thiệt mạng và 13 người mất tích trong tỉnh. Tân Hoa Xã chính thức của Trung Quốc đưa tin hôm thứ Bảy rằng lũ lụt ở tỉnh Cát Lâm đã khiến cho 13 người thiệt mạng. Tân Hoa Xã cho biết một vết nứt dài 450m đã xảy ra trên kè Hắc Long Giang, ở nơi hợp lưu của sông Tống Hoa phía Đông Bắc và Hắc Long Giang vào tối thứ Sáu. Vụ vỡ kè xảy ra tại đồn biên phòng số 3 của kè dòng chính Hắc Long Giang, tại trang trại 290 của Cục Cải tạo đất Hắc Long Giang đến cửa sông Quanh Co. Vụ vỡ đê đã ảnh hưởng đến 280.000 hectare đất canh tác, 7 trạm điều hành của trang trại và 9 ngôi làng ở huyện Tùy Tân, thành phố Hạc Cương, tỉnh Hắc Long Giang. Hiện chưa có báo cáo về thương vong. Do mưa liên tục, các con sông lớn ở Đông Bắc Trung Quốc, bao gồm Hắc Long Giang, sông Tùng Hoa và sông Nộn Giang, đã bị lũ lụt. Thông tấn xã Trung Quốc đưa tin lũ lụt ở Hắc Long Giang là tồi tệ nhất trong 36 năm qua, trong khi thượng nguồn sông Nin lại xảy ra trận lụt thảm khốc hơn 60 năm mới có một lần. Theo thống kê của Văn phòng Trung tâm Kiểm soát Lũ lụt và Cứu trợ Hạn hán Quốc gia, hơn 3,9 triệu người đã bị ảnh hưởng bởi thảm họa ở 3 tỉnh Hắc Long Giang, Cát Lâm và Nội Mông, gần 15.000 ngôi nhà bị sập. Phần đảo Hắc Hạ Tử của Trung Quốc, nằm ở biên giới Trung Nga, đã bị nhấn chìm hoàn toàn. Thảm họa lũ lụt cũng gây thiệt hại cho một diện tích đất canh tác rộng lớn ở Đông Bắc Trung Quốc, nơi được cho là vựa lúa của Trung Quốc. Theo thống kê của Cục Phòng vệ Quốc gia, diện tích bị ảnh hưởng là khoảng 2,7 triệu hectare. Đài quan sát khí tượng Trung ương Trung Quốc đưa ra dự báo thời tiết hôm thứ Bảy nói rằng sẽ có mưa to hoặc thậm chí mưa lớn ở Đông Nam Cát Lâm và Đông Bắc Liêu Ninh trong ngày hôm đó. Trên thực tế, nhiều nơi ở Đông Bắc Trung Quốc, đặc biệt là các tỉnh Cát Lâm và Liêu Ninh, đã trải qua một đợt mưa xối xả và mưa lớn vào thứ Năm và thứ Sáu. Trong số đó, Mông Cổ, Liêu Ninh đã trải qua trận mưa xối xả 292mm vào thứ Sáu. Đây là lượng mưa lớn nhất ở khu vực địa phương trong 70 năm qua. Mưa lớn, gió giật mạnh và mưa đá đã xảy ra ở Đông Bắc Bộ trong nhiều ngày qua. Thống kê do Bộ Dân Chính công bố hôm thứ Hai cho biết, một tuần qua mưa lớn và lũ lụt đã khiến 74 người chết và 97 người mất tích ở Liêu Ninh. Tại Cát Lâm 25 người chết, 16 người mất tích và tại Hắc Long Giang 16 người chết. Do chịu ảnh hưởng của bão số 5, mưa lớn và lũ lụt xảy ra ở 3 tỉnh miền Nam Quảng Đông, Quảng Tây và Hồ Nam. Quảng Đông có 32 người chết và 18 người mất tích. Quảng Tây có 16 người chết, Hồ Nam có 15 người chết và 4 người mất tích. Tổng cộng 1,83 triệu người đã được di chuyển khẩn cấp ở 6 tỉnh và tổng số người bị ảnh hưởng bởi thảm họa đã vượt quá 12 triệu người. Theo thống kê của Bộ Dân Chính Trung Quốc, thiệt hại kinh tế trực tiếp tại 6 tỉnh đã vượt quá 20 tỷ nhân dân tệ. Đồng thời, lũ lụt cũng gây thiệt hại nặng nề về nông nghiệp tại các tỉnh sản xuất ngũ cốc lớn này. Hơn 270.000 hecta đất canh tác bị mất mùa do thiên tai, có thể khiến giá lương thực biến động. Mưa lớn ở Quảng Đông gây sạt lở dọc tuyến Bắc Kinh, Quảng Châu, hơn 7.000 hành khách mắc kẹt trên tàu, hàng chục nghìn hành khách bị chặn đường đi lại. Hiện toàn bộ hành khách bị mắc kẹt đã được sơ tán, nhưng hoạt động đường sắt vẫn chưa hoàn toàn trở lại bình thường. Ngoài ra, người dân Quảng Đông thường chỉ trích công tác cứu trợ thiên tai của địa phương, cho rằng tình hình thiên tai ở Quảng Đông đã bị lãng quên. Một cư dân mạng từ Quảng Đông đã đưa ra tuyên bố dưới bản tin của Sinacom về thảm họa ở Đông Bắc Trung Quốc và hỏi, còn chúng tôi ở Quảng Đông thì sao? Sina Weibo Mau Mau, tôi vừa nhận được nhật báo Nam Phương và tôi đã đọc nhanh chóng nhất. Đó không phải là báo cáo về lũ lụt ở tỉnh Quảng Đông của chúng tôi, mà là đoạn Quảng Đông của tuyến Bắc Kinh Quảng Châu đã hoàn thành ngày hôm qua. Điều đó có quan trọng đối với cuộc sống của người dân hay nền kinh tế không? Quan trọng đối với cuộc sống của người dân hay nền Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của tin mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi tới cuối video này. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời hồi đáp. Kính chào quý vị và hẹn gặp lại. Trong tuần qua, những cơn mưa lớn đã không ngừng trút xuống nhiều tỉnh phía đông của Trung Quốc, gây ra lũ lụt nghiêm trọng, được mệnh danh là cơn lũ nghìn năm có một của Trung Quốc. Đợt thiên tai này đã khiến hàng chục người dân nước này thiệt mạng và con số đó có thể tiếp tục tăng lên trong những ngày tới. Các thành phố chìm trong nước lũ,
trong nhiều bến tàu điện ngầm, nước lũ ngập cao hơn đầu người, bên ngoài dòng nước chảy xiết cuốn trôi mọi thứ trên đường đi. Tình hình đã thê thảm tới nỗi Chủ tịch Tập Cận Bình đã phải lên tiếng. Quả thực, đối với một đất nước mới chỉ đứng dậy sau cơn đại dịch, trận thiên tai này sẽ tiếp tục là một thảm họa gieo rắc nỗi khổ đau cho hàng triệu người Trung Quốc. Mưa lũ tồi tệ tại Trung Quốc, cá mập vượt ngục tràn ra đường phố. Trong những ngày gần đây, thành phố Trịnh Châu thuộc tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đã phải hứng chịu tình trạng mưa lũ nghiêm trọng và thời tiết khắc nghiệt chưa từng có. Vì vậy mà sự quan tâm của dư luận nước này hầu hết đều đang tập trung vào tình hình tại đây. Tuy nhiên, cũng lợi dụng tình hình đặc biệt này mà có không ít tin giả, tin đồn thất thiệt đã tung ra nhằm mục đích câu view, câu like, gây hoang mang dư luận. Vừa qua, một đoạn video đã được lan truyền trên các trang mạng xã hội xứ Trung với tiêu đề "Cá sấu ở Thủy Cung, thành phố Trịnh Châu đã thoát ra ngoài". Có một số hình ảnh còn được cắt ra từ clip, còn ghi lại cảnh cá sấu cắn một thi thể nữ chưa rõ danh tính. Tuy nhiên, qua xác minh video và những hình ảnh nói trên thực chất ghi lại sự việc xảy ra ở Mexico. Theo đó, một phụ nữ tại đây đã bị cá sấu tấn công khi đang giặt quần áo bên sông và đã không may qua đời. Không khó để nhận ra rằng ngôn ngữ xuất hiện trong video nói trên hoàn toàn không phải là tiếng Trung. Và ngay sau khi sự việc xảy ra tại Mexico, video này đã được lan truyền trên các trang mạng xã hội từ nước ngoài từ thời điểm đó. Cũng vào tối ngày thứ hai, một đoạn video khác chỉ dài vẻn vẹn 4 giây đã được lan truyền với nội dung khẳng định Thủy Cung Huỳnh Dương đã bị tàn phá nghiêm trọng. Những con cá mập tại đây đã thoát ra ngoài và đang vùng vẫy trong dòng nước lũ trên phố. Tuy nhiên, qua xác minh, đây thực chất cũng là một đoạn video đã được đăng tải trên các trang mạng xã hội nước ngoài từ trước đó. Video gốc có tiếng Nga và có thời lượng 6 giây. Sau khi tra cứu số điện thoại xuất hiện trong video, thì không khó để nhận ra sự việc này thực chất xảy ra ở Nga. Các thành phần tung tin giả đã sử dụng video nói trên nhằm mục đích gây hoang mang dư luận Trung Quốc. Hạ lưu sông Hoàng Hà có một đoạn sông với lòng sông thậm chí còn cao hơn so với độ cao mực nước biển của Trịnh Châu. Tuy nhiên, điều này hoàn toàn không gây ảnh hưởng tới việc thoát nước của thành phố này. Trịnh Châu tuy ở ven sông Hoàng Hà nhưng lại được xếp vào vùng nằm ở lưu vực sông Hoài. Do địa thế đặc biệt, những con sông chảy qua đây sau cùng đều sẽ chảy ra sông Hoài chứ không chảy ra sông Hoàng Hà. Do đó, tin đồn sông Hoàng Hà gây ảnh hưởng tới công tác khắc phục tình trạng ngập lụt ở đây là sai sự thật. Người mắc kẹt trong tàu điện ngầm nước tại Trung Quốc, tôi đã nói lời cuối. Không khí cạn kiệt nhanh chóng, chúng tôi nảy ra ý tưởng dùng bình chữa cháy phá cửa sổ trên cao để thông khí, nhân chứng bị kẹt trong tàu điện giữa cơn lũ ở Trịnh Châu kể lại. Trận mưa xối xả hiếm thấy ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc bắt đầu từ ngày thứ Bảy đã tước đi sinh mạng của ít nhất 25 người. 12 người trong số này đã thiệt mạng do mắc kẹt ở các ga tàu điện ngầm ngập nước, theo South China Morning Post. Theo chính quyền thủ phủ Trịnh Châu của tỉnh Hà Nam, hơn 500 hành khách đã được giải cứu sau khi tất cả dịch vụ đường sắt của thành phố bị tê liệt vào khoảng 18 giờ ngày thứ Hai theo giờ địa phương. Song tình trạng hỗn loạn vẫn tiếp diễn khi nước tràn vào các ga tàu điện ngầm. Khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất là tuyến số 5 của hệ thống tàu điện ngầm thành phố. Nhiều hành khách được cho là đã bị mắc kẹt trong các khoang tàu ngập nước suốt nhiều giờ liền. Khoảng 19 giờ 30 phút, một phụ nữ được xác định là Xiao Pei, người được truyền thông Trung Quốc đưa tin là người dẫn chương trình CCTV, đã gửi lời kêu cứu qua mạng xã hội. Các đơn vị cứu hộ khẩn cấp và lính cứu hỏa hãy đến cứu chúng tôi. Mực nước bên ngoài cửa sổ tàu điện ngầm được cho là cao quá đầu người. Vào khoảng 19 giờ 46 phút, Xiao Pei đăng tải bài viết cho biết nước đã ngập đến cổ. Cô và các hành khách cùng chuyến tàu được giải cứu vào khoảng 20 giờ 50 phút. Theo South China Morning Post, nhiều người xung quanh tôi đã khóc. Một hành khách mắc kẹt trên chuyến tàu thuộc tuyến số 5 hôm thứ Hai kể lại với tờ Bình Điền Wiki. Chúng tôi thống nhất sẽ hạn chế nói về những thứ tiêu cực, phần lớn đều giữ im lặng và kết nối với thế giới bên ngoài để tìm kiếm sự giúp đỡ. Khoảng 21 giờ, mực nước bên ngoài toa tàu cao quá đầu và không khí cạn kiệt nhanh chóng, người phụ nữ kể lại. Chúng tôi nảy ra ý tưởng dùng bình chữa cháy phá cửa sổ trên cao trong toa tàu đầu tiên để thông khí. Việc thông gió được cải thiện ngay sau đó cũng cùng lúc lực lượng cứu hộ đến nơi. Trận mưa được cơ quan thời tiết thành phố Trịnh Châu mô tả là nghìn năm có một đã làm ngưng trệ hệ thống giao thông công cộng của thành phố, khiến nhiều ô tô bị lật và nhấn chìm nhiều căn hộ nằm dưới các tầng hầm. Đợt mưa lũ này khiến 7 người mất tích và buộc hơn 200.000 người ở Trịnh Châu phải di tản, theo South China Morning Post.
Trung Quốc nguy cơ lũ trồng lũ. Tỉnh Hà Nam phát cảnh báo đỏ với 4 thành phố lớn, dự báo lượng mưa cộng dồn vượt 100mm khi tỉnh này đang hứng chịu đợt lũ nghiêm trọng. Cơ quan khí tượng tỉnh Hà Nam miền Trung Trung Quốc hôm nay phát cảnh báo đỏ đối với 4 thành phố An Dương, Thạch Bích, Tân Hương, Tiêu Tác khi mưa lũ mở rộng sang khu vực phía Bắc của tỉnh. Thành phố Tân Hương ghi nhận lượng mưa 812mm từ ngày thứ Hai đến ngày thứ Tư, phá vỡ các kỷ lục khí tượng địa phương. 7 hồ chứa cỡ vừa trong thành phố bị tràn, ảnh hưởng đến nhiều ngôi làng và thị trấn lân cận. Tính đến cuối ngày thứ Ba, hơn 470.000 người và hơn 55.000 ha hoa màu đã bị ảnh hưởng bởi mưa lũ ở Tân Hương. Chính quyền địa phương đã triển khai một đội tìm kiếm và cứu hộ gồm hơn 76.000 người. An Dương cũng chịu ảnh hưởng nghiêm trọng bởi lũ lụt và cảnh sát bán quân sự của thành phố đã được triển khai để giải quyết thiệt hại. An Dương, Tân Hương, Khai Phong và Chu Khẩu có tổng dân số hơn 20 triệu người, chiếm 1/5 dân số tỉnh Hà Nam. Hiện 33 người thiệt mạng và 8 người mất tích do lũ lụt tại Hà Nam. Chính quyền thành phố Trịnh Châu đang nỗ lực duy trì nguồn điện và nước của thành phố khi tỉnh chuẩn bị đối mặt với đợt mưa lớn khác. Hơn 3.000 quân nhân đang làm việc tại 10 khu vực nguy hiểm khác nhau xung quanh thành phố. Thiệt hại kinh tế ước tính khoảng 1,22 tỷ nhân dân tệ, tương đương với 189 triệu đô la Mỹ. Ảnh hưởng lũ lụt cũng mở rộng khi 3 triệu người tại 877 quận huyện của tỉnh Hà Nam phải di dời. Trước đó một ngày, cơ quan kiểm soát lũ lụt tỉnh cho biết 1,24 triệu người ở 560 quận huyện phải di dời. Từ tối ngày Chủ nhật, các cơ quan khí tượng từ cấp tỉnh đến cấp quận huyện ở Hà Nam đã gửi 120 triệu tin nhắn văn bản tới người dùng điện thoại di động để cảnh báo mưa lũ. Các cảnh báo thường được phát trước 2 ngày để người dân chủ động ứng phó. Trung Quốc bất ngờ cảm ơn lãnh đạo Đài Loan. Trung Quốc đã gửi lời cảm ơn gián tiếp đến lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn sau khi bà bày tỏ chia sẻ về thiệt hại lũ lụt tại tỉnh Hà Nam của Trung Quốc. Lãnh đạo Đài Loan, bà Thái Anh Văn thông qua người phát ngôn đã bày tỏ lo lắng và gửi lời chia sẻ đến gia đình các nạn nhân thiệt hại do lũ lụt tại Trung Quốc. Theo Reuters, bà Thái hy vọng cuộc sống tại vùng bị ảnh hưởng sẽ sớm quay trở lại bình thường. Trong một thông báo ngắn, Văn phòng Sự vụ Đài Loan của Trung Quốc cảm ơn các bên liên quan tại Đài Loan và người dân đã thể hiện sự lo lắng và chia sẻ với khu vực gặp thiên tai thông qua nhiều hình thức. Cơ quan này cũng cảm ơn các công ty Đài Loan vì đã gửi tiền và vật chất cứu trợ người dân bị thiệt hại. Đây được coi là động thái hữu nghị hiếm hoi giữa Bắc Kinh và Đài Bắc trong những năm gần đây. Từ khi bà Thái nắm giữ vị trí lãnh đạo Đài Loan năm 2016, Trung Quốc đã cắt đứt cơ chế đối thoại chính thức giữa hai bên. Mối quan hệ xuyên eo biển Đài Loan leo thang căng thẳng gần đây khi Trung Quốc tăng cường hoạt động quân sự và để ngỏ ý định tái thống nhất. Theo Tân Hoa Xã, đợt mưa lũ lớn nhiều ngày qua tại tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc đã làm 33 người thiệt mạng và 8 người mất tích. Khoảng 3 triệu người bị ảnh hưởng, tổng cộng 376.000 người phải đi sơ tán, hơn 215.200 ha hoa màu bị hư hại và mức tổn thất kinh tế trực tiếp là khoảng 1,22 tỷ nhân dân tệ, tương đương với 4.335 tỷ đồng. Kính thưa quý vị, dòng nước lũ đổ xuống tỉnh Hà Nam khiến Trung Quốc phải triển khai quân đội để ngăn chặn vỡ đập. Trong tuần này, đã có 2 đập ở Trung Quốc bị lũ lụt phá hủy. Mưa lớn và nước lũ dâng cao đã làm ngập hầu hết tỉnh Hà Nam hôm thứ Hai. Các trạm tàu điện ở thành phố Trịnh Châu ngập trong nước và nhiều phương tiện giao thông bị cuốn trôi. Tuy nhiên, đêm ngày thứ Hai, thành phố Lạc Dương với 7 triệu cư dân đối mặt với một mối đe dọa khác. Vỡ đập Ye Hai Tan, con đập này ngăn nước từ sông Hoàng Hà. Quân đội Trung Quốc thông báo đập đã có một vết nứt dài 20m và toàn bộ cấu trúc đập có thể vỡ bất cứ lúc nào. Trong một bài đăng trên Weibo, quân đội Trung Quốc cho biết đã triển khai binh sĩ sẵn sàng cho nổ đập để chuyển hướng dòng nước lũ. Theo Shanghai Daily, có khoảng 20.000 binh sĩ và cảnh sát vũ trang đã đến đập Ye Tan và một con đập khác để ngăn dòng nước lũ. Lũ lụt vốn phổ biến trong mùa mưa ở Trung Quốc, tuy nhiên tốc độ phát triển quá nhanh tại quốc gia này trong vài chục năm nay đã dẫn đến việc thêm nhiều con đập được xây dựng và kết quả là các con sông từng giúp xả lũ đã bị chuyển hướng. Khi hai con đập ở Nội Mông vỡ hồi tuần này, 20.000 ha đất và hàng chục cây cầu, cống bị phá hủy. Theo Hoàn Cầu Thời báo, khoảng 16.000 cư dân địa phương bị ảnh hưởng, nhiều người phải đi sơ tán. Nhân dân Nhật báo đưa tin có ít nhất 12 người đã thiệt mạng và khoảng 100.000 người phải sơ tán ở thành phố Trịnh Châu.
Lũ lụt là một trong những thiên tai cực kỳ nguy hiểm. Dòng nước dữ dội đủ mạnh có khả năng quét sạch toàn bộ thành phố khỏi bản đồ thế giới, gây nên những nỗi ám ảnh kinh hoàng cho con người. Không chỉ vậy, các trận lũ lụt kéo theo những hậu quả đáng gờm như nạn đói, bệnh truyền nhiễm, ô nhiễm nguồn nước. Dòng nước lũ có thể phá vỡ toàn bộ hệ sinh thái, tác động đến kinh tế và đưa các xã hội tiên tiến trở lại thời kỳ đồ đá trong một tích tắc. Thế giới đã từng ghi nhận những trận lũ lụt kinh hoàng nào trong lịch sử? Mời quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi điểm lại ngay sau đây. Tháng 4 năm 1931, lưu vực sông Dương Tử ghi nhận lượng mưa vượt xa mức trung bình, có nơi lên tới 60cm. Cuối tháng 7, nửa đầu tháng 8, những đợt mưa xối xả và không ngừng đã khiến nước sông Dương Tử tiếp tục dâng lên và đạt tới đỉnh điểm vào ngày 18 tháng 8 năm 1931. Do khâu kiểm soát yếu kém, nước sông tràn bờ làm vỡ các đê bao chắn và gây ngập trắng cả một vùng với diện tích rộng lớn. Đồng ruộng, đường xá, các làng mạc và thị trấn thuộc khu vực đồng bằng Châu Thổ bị ngập sâu, sông Dương Tử bị nhấn chìm trong biển nước. Cùng lúc này, nước ở hai ngọn sông lớn khác của Trung Quốc là Hoàng Hà và sông Hoài cũng dâng cao tràn bờ và gây ngập lụt các khu vực xung quanh. Các nguồn tin chính thức của Trung Quốc công bố tổng cộng có 145.000 người thiệt mạng vì lũ lụt do ba con sông, đặc biệt là sông Dương Tử gây ra. Sau nhiều nguồn tin độc lập thống kê, số trường hợp thiệt mạng trực tiếp và gián tiếp vì thảm họa cao hơn nhiều, lên tới 3,7 triệu người. Thiệt hại kinh tế ước tính lên tới hàng chục triệu đô la Mỹ. Nhiều chuyên gia đánh giá đây là thảm họa thiên nhiên tồi tệ nhất thế kỷ 20. Bão Haiyan, Pakistan, ngày 8 tháng 11 năm 2013. Ngày 8 tháng 11 năm 2013, bão Haiyan được ghi nhận là trận bão nhiệt đới với sức gió mạnh nhất lên đến 315 km/h. Ngoài gây thiệt hại lớn về vật chất chưa đo đếm hết, thì số người thiệt mạng vì cơn bão này đã lên đến 6.340 người, số mất tích là 1.061 người và hơn 28.000 người bị thương. Đến nay, bão Haiyan vẫn được coi là trận bão mạnh nhất trong lịch sử nhân loại. Đây là trận bão gây thiệt hại nhân mạng nhiều nhất lịch sử khi nó đánh vào phần phía đông của Pakistan và phía tây Ấn Độ, dù với sức gió chỉ khoảng 200 km/h. Dù số liệu thiệt mạng chính thức được công bố vào khoảng 224.000 đến 300.000, nhưng các con số không chính thức cho rằng lên đến 500.000 người thiệt mạng. Bão Bola, Bangladesh. Tuần vừa qua, Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo lũ lụt cho 433 con sông trong nước khi mưa lớn liên tục tàn phá các tỉnh miền Đông, miền Trung và miền Nam của đại lục này. Tính đến ngày thứ hai, các trận mưa và lũ lụt đã khiến 141 người mất tích hoặc tử vong, 28.000 ngôi nhà bị phá hủy, 38 triệu người phải sơ tán và tiếp tục vùi dập nền kinh tế thứ hai thế giới khi nước này vẫn đang cố gắng phục hồi hậu đại dịch COVID-19. Ngoài ra, theo truyền thông của Trung Quốc, thiệt hại kinh tế do lũ lụt gây ra ước tính lên đến 82,23 tỷ nhân dân tệ, tức khoảng 11,76 tỷ đô la Mỹ. Nguy hiểm hơn, đập Tam Hiệp, đập thủy điện trọng lực lớn nhất thế giới được cho là có thể làm tăng mức độ trầm trọng của lũ lụt tại Trung Quốc. Trong đó, tỉnh Hồ Bắc nhiều khả năng sẽ gánh chịu thảm họa nghiêm trọng nhất ở Trung Quốc khi đập Tam Hiệp khổng lồ nằm tại tỉnh này để điều tiết dòng chảy của sông Dương Tử. Trước mỗi mùa lũ, hồ chứa đập Tam Hiệp sẽ xả nước để dành không gian chứa khi nước lũ dâng lên. Tuy nhiên, do việc xả lũ sớm cùng với mưa lớn kéo dài đã làm các nhánh của sông Dương Tử và vùng trung hạ du của con sông này bị ngập lụt nghiêm trọng hơn bình thường. Với việc đỉnh lũ thứ hai sẽ đến vào ngày thứ tư tới, nhiều khả năng đập Tam Hiệp sẽ tiếp tục phải xả lũ để bảo đảm an toàn cho con đập. Điều này làm cho tình hình lũ tại Trung Quốc trở nên đặc biệt nghiêm trọng. Kính thưa quý vị, theo dự báo thời tiết của cơ quan khí tượng Trung Quốc, những trận mưa như chút nước sẽ trút xuống các khu vực ở Quảng Tây, Quảng Đông, Phúc Kiến, Quý Châu và Vân Nam trong 24 giờ tới, khiến cơ quan này phải gia hạn cảnh báo vàng cấp độ 3 về mưa lớn. Ngoài ra, cảnh báo cam cấp độ 2 về lũ lụt ở các vùng núi đã được Cục Khí tượng Trung Quốc và Bộ Thủy lợi ban hành. Tân Hoa Xã cho hay, các nhóm chuyên gia đã được cử đến Quảng Đông và Quảng Tây để hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng ngừa, bao gồm giám sát thiên tai, tuần tra đê điều, hồ chứa và ngăn chặn lũ lụt. Các thành phố lớn ở tỉnh Quảng Đông, bao gồm Quảng Châu và Chu Hải, đã công bố kế hoạch đóng cửa các trường tiểu học và trung học cơ sở, cũng như các phương tiện giao thông công cộng trước những trận mưa bão mạnh nhất năm 2023 gây nguy cơ lũ quét và thảm họa địa chất. Các chuyên gia bày tỏ tin tưởng rằng với một cơ chế ứng phó khẩn cấp hoàn thiện hơn và sự chuẩn bị sớm, Quảng Đông khó có thể lặp lại thảm kịch Đại Hồng Thủy ở Trịnh Châu năm ngoái.
Các nhà dự báo thời tiết ở Quảng Đông cho biết tỉnh này dự kiến sẽ có mưa lớn đến cuối tháng, trong đợt mưa có thể là mạnh nhất, rộng nhất và kéo dài nhất trong năm nay, thậm chí có thể phá vỡ kỷ lục hàng ngày ở một số nơi trong khu vực. Theo Hoàn Cầu Thời báo, hơn 50 cảnh báo mưa bão đã được đưa ra ở Quảng Đông, trong đó có 11 cảnh báo đỏ cấp độ 1. Trung Quốc có hệ thống ứng phó khẩn cấp kiểm soát mưa bão, lũ lụt 4 cấp theo màu sắc, với cấp độ 1 màu đỏ là nghiêm trọng nhất, tiếp đến là cam, vàng và xanh. Trong 2 ngày qua, gần một nửa số thành phố và huyện trong tỉnh Quảng Đông chìm trong những trận mưa như chút nước, không có dấu hiệu suy yếu. Để giảm thiểu ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân, Quảng Châu và Chu Hải, hai thành phố lớn của Quảng Đông, đã ra lệnh cho tất cả các trường tiểu học và trung học cơ sở tạm dừng các lớp học, đồng thời khuyến cáo người dân làm việc tại nhà và hạn chế ra ngoài trừ khi cần thiết. Các tuyến xe buýt công cộng và tàu điện ngầm bị ảnh hưởng bởi lũ lụt đã bị đình chỉ. Chính quyền Quảng Châu cũng khuyến cáo người dân mua thực phẩm và các nhu cầu thiết yếu cho cuộc sống trong 2 ngày để phòng, được thông báo và chuẩn bị đầy đủ. Nhiều người dân Quảng Châu nói đùa rằng họ đã chuẩn bị kỹ lưỡng đến mức họ vui mừng trước cơn mưa hơn là sợ hãi, bày tỏ niềm tin và phản ứng nhanh chóng của chính quyền trước những rủi ro tiềm ẩn. Giải thích về lý do cơn mưa lớn bất thường ở Quảng Châu vào thời điểm này trong năm, Wang Wenchen, nhà nghiên cứu tại Viện Vật lý Khí quyển thuộc Viện Khoa học Trung Quốc cho biết, thông thường, gió mùa của Trung Quốc là từ Thái Bình Dương mang theo một lượng lớn hơi nước. Khi không khí nóng và ẩm gặp không khí lạnh từ phía Bắc nước này sẽ tạo thành mưa lớn. Quảng Đông và Quảng Tây của miền Nam Trung Quốc là cửa ngõ đón những đợt gió mùa như vậy. Do đó, lượng mưa sẽ tương đối lớn về quy mô và số lượng. Ông Wang Chenzhen lưu ý rằng, thông thường mùa mưa bão ở Trung Quốc xảy ra vào tháng 6 và tháng 7, nhưng năm nay lại xảy ra sớm hơn. Nguyên nhân là do các front lạnh ở các vùng phía Bắc Trung Quốc tồn tại lâu hơn và mạnh hơn những năm trước, tràn xuống miền Nam và gặp gió mùa. Các khu vực cấp tỉnh khác ở Nam hoặc Tây Nam Trung Quốc như Quảng Tây, Vân Nam và Quý Châu đã chìm ngập trong những trận mưa như chút nước. Theo dữ liệu của thành phố Quế Lâm, Quảng Tây, lũ lụt cho đến nay đã ảnh hưởng đến 6.418 người. Tuy nhiên, ông Wang tin rằng các tỉnh miền Nam nước này đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm đối phó với thời tiết khắc nghiệt như vậy và các cơ chế ứng phó khẩn cấp đã tương đối hoàn thiện ở đó, nên khó có khả năng đợt mưa lần này sẽ gây ra thiệt hại lớn như những gì Trịnh Châu ở tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc đã trải qua vào tháng 7 năm ngoái. Đợt mưa lớn chưa từng có đổ bộ vào Trịnh Châu dẫn đến lũ lụt kỷ lục, gây thiệt hại nặng nề về tính mạng và tài sản của người dân. Gần 15 triệu người bị ảnh hưởng, 398 người chết và mất tích ở Hà Nam, thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 120 tỷ nhân dân tệ, khoảng 17,8 tỷ đô la Mỹ. Thưa quý vị, cơn bão thứ 3 trong năm 2023 đang tiến sâu vào lục địa Trung Quốc sau khi đổ bộ khu vực ven biển tỉnh Quảng Đông. Các đoạn video do các hãng truyền thông địa phương đăng tải cho thấy gió lớn, nước ngập đường phố, đường dây điện bị đứt, cửa sổ rơi và người dân chèo thuyền đến nơi an toàn ở các thành phố bão đi qua. Hoàn Cầu Thời báo cho hay bão số 3 là cơn bão đầu tiên đổ bộ vào Trung Quốc trong năm nay. Trước và trong khi bão xuất hiện, các thành phố ở miền Nam Trung Quốc như Hải Nam, Quảng Tây và Quảng Đông đã sơ tán và di dời tổng cộng hơn 92.000 người. Cơ quan quản lý khí tượng Trung Quốc CMA cho biết bão Chaba đang di chuyển về phía Bắc nhưng dự kiến sẽ tiếp tục suy yếu trong những ngày tới. Bão số 3 hình thành ở Biển Đông và có những đặc điểm nổi bật, bao gồm cấu trúc không đối xứng, di chuyển chậm và thời gian ảnh hưởng dài. Nhật báo Khoa học và Công nghệ dẫn lời Quan Kim Feng, nhà dự báo hàng đầu của Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cho hay, sự phân bố gió và mưa dưới ảnh hưởng của loại bão này có xu hướng không đối xứng và đường đi có xu hướng thay đổi, gây khó khăn cho công tác dự báo. Những cơn bão như vậy rất dễ kết hợp với các hệ thống mây gió mùa để gây ra lượng mưa trong thời gian dài. Trong những ngày qua, bão số 3 đã gây ra ít nhất 3 trận lốc xoáy ở Quảng Đông. Cơ quan kiểm soát hạn hán và lũ lụt Trung Quốc vào tối qua đã nâng cấp ứng phó khẩn cấp để kiểm soát lũ lụt và bão lên cấp độ 3. Gió mạnh cấp 6, 7, giật cấp 8, 9 sẽ vẫn hoạt động ngoài khơi bờ biển của Trung Quốc từ chiều mai đến chiều ngày tiếp theo. Mưa lớn sẽ xuất hiện ở các khu vực của Quảng Đông, Quảng Tây và tỉnh Hồ Nam miền Trung Trung Quốc. Vào khoảng 3 giờ 50 phút sáng nay, hệ thống quan sát phát hiện dây neo của cần cầu nổi đã bị đứt khi đang neo đậu tránh bão Chaba ở vùng biển gần thành phố Dương Giang, khiến cần cầu nổi sau đó bị chìm.
chúng ta đã tiếp tục phải chứng kiến nhiều thảm họa thiên nhiên chưa từng thấy trong quá khứ, từ nắng nóng kỷ lục, cháy rừng đến lũ lụt bất thường. Thiệt hại sau những cơn thịnh nộ của thiên nhiên là rất lớn, đôi khi nó còn để lại ký ức khó phai đối với những người bị ảnh hưởng. Điển hình nhất là có thể kể đến những trận mưa lũ đã xảy ra ở khắp nơi trên thế giới trong những tuần qua. Trung Quốc là đất nước phải hứng chịu hậu quả nặng nề nhất vì thiên tai chồng thiên tai. Cùng lúc phải đón nhận trận lụt nghìn năm có một và cơn siêu bão pháo hoa. Nhưng không chỉ là Trung Quốc, hàng loạt các quốc gia khác từ Ấn Độ, các nước Đông Nam Á như Philippines và Myanmar đến tận các quốc gia Tây Âu như Anh, Bỉ, Đức và Hà Lan đều đang chìm trong biển nước. Thế giới vẫn chưa kịp phục hồi sau đại dịch Covid-19 và sự xuất hiện liên tiếp của những trận thiên tai này chắc chắn sẽ khiến nhiều người lo sợ cho tương lai của nhân loại. Xác động vật thối rữa la liệt tại Hà Nam sau trận lũ lịch sử ở Trung Quốc. Dịch bệnh có nguy cơ bùng phát tại tỉnh Hà Nam sau khi trận lụt lịch sử quét qua hồi tuần trước làm chết hơn 1 triệu con gia súc gia cầm. Hiệp hội chăn nuôi Trung Quốc cho biết các trang trại ở huyện Thang Âm, tỉnh Hà Nam đối mặt với nguy cơ dịch bệnh bùng phát trong bối cảnh xác động vật thối rữa la liệt sau trận lũ lụt chưa từng có vừa qua, sao China Morning Post đưa tin. Cơ quan này tuần vừa qua kêu gọi các tổ chức cá nhân đóng góp thuốc sát khuẩn để giúp khử trùng các khu vực nơi có nhiều động vật chết, tránh nguy cơ dịch bệnh bùng phát. Đợt mưa kỷ lục tuần trước đã khiến tỉnh Hà Nam đối mặt với trận lũ quét tồi tệ chưa từng có trong hàng trăm năm, khiến ít nhất 71 người thiệt mạng. Hơn 1 triệu con gia súc gia cầm đã chết trong trận lũ kỷ lục, khoảng 1.678 trang trại chịu ảnh hưởng bởi trận lũ lụt. Trong một bước đi nhằm ngăn ngừa dịch bệnh xảy ra, nhà chức trách huyện Thang Âm đã phải ra lệnh tiêu hủy 210.000 con vật nuôi, trong đó có 3.956 con lợn. Trước đó, lũ lụt đã làm chết 380.242 vật nuôi tại huyện này. Hiệp hội chăn nuôi Trung Quốc cho biết xác động vật chết là nguồn khởi phát dịch bệnh. Chủ một doanh nghiệp chế biến thực phẩm tại Hà Nam cho biết cần một số lượng lớn thuốc sát khuẩn để đối phó với nguy cơ dịch bệnh lây lan. Trận lũ lụt lịch sử xảy ra trong bối cảnh Trung Quốc vẫn đang phải đối mặt với dịch tả lợn châu Phi, khiến đàn lợn nước này chịu thiệt hại nặng nề. Mưa lớn và lũ lụt là nguyên nhân khiến dịch tả lợn châu Phi bùng phát mạnh hồi năm ngoái. Tuần trước, Bộ Nông nghiệp Trung Quốc khuyến cáo chính quyền địa phương tại Hà Nam chủ động các biện pháp nhằm ngăn ngừa dịch bệnh trên vật nuôi sau lũ lụt như thiêu hủy xác động vật và phun thuốc khử trùng. Thoát tim, màn giải cứu hai xe buýt chứa 71 người trong nước lũ cuồn cuộn ở Trung Quốc. Nhiều người dân thường đã tham gia giúp đỡ, thậm chí cứu được nhiều mạng người trong trận lũ lụt kinh hoàng ở miền Trung Trung Quốc. Tại thành phố Củng Nghĩa, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, một người thợ cơ khí đã cứu những hành khách bị mắc kẹt bên trong hai chiếc xe buýt trong những giờ phút nguy hiểm nhất. Phóng viên của tờ CGTN Trung Quốc đã có cuộc đối thoại với người anh hùng này. Hôm thứ Hai, hai chiếc xe buýt chở 71 thực tập sinh của Đại học Hàng không Vũ trụ Trịnh Châu đã bị mắc kẹt trong dòng nước lũ đục ngầu và ngày càng dâng cao ở thành phố Củng Nghĩa. Lưu Trong Feng, một thợ cơ khí sống ở thị trấn gần đó, đang trú mưa gần khu vực xảy ra sự việc. Anh đã nhờ người dân địa phương tìm cho anh một chiếc xe ủi đất. Tả lại khoảnh khắc giúp đỡ người dân, anh nói, đá và lũ lụt khiến việc di chuyển rất khó khăn. Tôi càng đến gần chỗ nhóm thực tập sinh nước càng sâu. Tôi đã cố gắng giảm tốc độ một chút. Chứng kiến cảnh tượng này, đám đông người dân đều thầm cầu nguyện cho anh Lưu giữa lúc nước ngày càng dâng cao. Trận lũ không cho phép nhóm hành khách đập vỡ cửa kính trước. Tất cả đều thoát ra bằng lối thông khí trên ốc xe, sau đó nhảy xuống cầu xúc của xe ủi. Một nhân chứng sống trong chiếc xe buýt nghẹn ngào kể lại, mọi người đều muốn sống, thành thực mà nói như vậy. Tôi không muốn nhắc lại chuyện đó nữa. Nhân chứng này không kìm được nước mắt khi nhớ lại vụ việc. Anh Lưu đã di chuyển qua lại trong một giờ đồng hồ để đưa mọi người từ chiếc xe buýt đầu tiên đến khu vực an toàn. Sau khi được ngồi trên chiếc xe đầu tiên, tôi cảm thấy tự tin và bớt sợ hãi hơn. Chiếc xe buýt thứ hai khó tiếp cận hơn, nhưng Lưu nói rằng anh vẫn quyết tâm cứu mọi người. Tôi không có thời gian để suy nghĩ nhiều trong tình huống nguy cấp. Họ có thể rơi xuống nước và chiếc xe buýt có thể bị lật bất cứ lúc nào. Tôi tin rằng mọi người ở đó cũng sẽ làm như vậy và cố gắng cứu họ. Tất cả đều nhìn tôi và tôi tự tin sẽ cứu được tất cả. Tôi lái xe tới gần chiếc xe và cố định vị trí của cổ xúc. Anh Lưu cho biết việc cứu mạng người lúc nguy khó là cách anh trả ơn cộng đồng. Khi mà tôi bị ngập, người dân đã cứu mẹ tôi và các con tôi, nên tất nhiên tôi cũng phải cứu người khác.
Cửa hàng cơ khí của anh Lưu đã bị hư hại nghiêm trọng trong lũ lụt, thiệt hại ước tính lên tới 30.000 đô la, khoảng 700 triệu đồng. Trung Quốc vừa hứng bão lũ, vừa chịu bão cát kinh hoàng. Hôm qua ngày Chủ nhật, Trung Quốc đã hứng chịu cơn bão pháo hoa đổ bộ lần thứ hai vào nước này. Chỉ sau một ngày, ít nhất 18 sân bay khu vực này đã bị ảnh hưởng và 1,65 triệu dân ở tỉnh Chiết Giang được sơ tán. Hãng tin Tân Hoa Xã của Trung Quốc cho biết khu vực miền đông Trung Quốc đã được đặt trong trạng thái báo động cao nhất khi bão pháo hoa đổ bộ lần hai vào buổi sáng đã gây mưa lớn. Bão đã đổ bộ vào khu vực gần thành phố Bình Hồ, tỉnh Chiết Giang vào lúc 9 giờ 50 phút sáng với gió giật cấp 10. Trước đó, cơn bão có đường đi phức tạp này đã đổ bộ lần một vào tỉnh Chiết Giang trưa thứ Bảy. Để đảm bảo an toàn, ít nhất 1,65 triệu dân ở Chiết Giang đã được sơ tán từ trước. Tất cả tàu cao tốc đi qua thành phố Thượng Hải, Hàng Châu, Ninh Ba đều đã dừng dịch vụ. Tính đến 9 rưỡi sáng ngày Chủ nhật, có 9 trạm quan sát lũ lụt chính ở thành phố Gia Hưng của tỉnh Chiết Giang có mực nước vượt cảnh báo. Đến nay, bão pháo hoa ảnh hưởng tới hơn 114.000 người ở thành phố Gia Hưng, phá hoại hoa màu, gây tổn thất kinh tế trực tiếp hơn 4,67 triệu nhân dân tệ, tương đương khoảng 721.000 đô la. Tại Thượng Hải, bão pháo hoa đã khiến hơn 19.560 cây bị bật gốc, gây ngập lụt một khu vực đất trồng trọt rộng lớn trong 2 ngày qua ở quận Kim Sơn của thành phố này. Hôm Chủ nhật, quận Kim Sơn đã kích hoạt phản ứng khẩn cấp cao nhất với lũ lụt. Chia sẻ với tờ báo Thời báo Hoàn Cầu, một người dân trong thành phố này cho biết bà đã mua sẵn số thực phẩm và nhu yếu phẩm, đồ dùng trong 3 đến 5 ngày, trong bối cảnh nhiều cửa hàng và siêu thị đã dừng hoạt động. Tại thành phố Dư Diêu thuộc tỉnh Chiết Giang, lượng mưa trong 3 ngày qua tương đương 37 lần lượng nước trong Tây Hồ, hồ nước ngọt nổi tiếng ở thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang. Hồ này có diện tích 6,38 km2 và có sức chứa 14.000 mét khối nước. Trong khi đó, một cơn bão cát tràn vào thành phố Đôn Hòa ở rìa sa mạc Gobi phía tây bắc nước này tạo nên một bức tường cát cao hơn 100 mét. Theo South China Morning Post, cơn bão cát đã tấn công thành phố nằm trên con đường tơ lụa cổ kính vào khoảng 15 giờ ngày thứ Bảy, theo giờ địa phương. Cảnh tượng như ngày tận thế ở Đôn Hòa, tỉnh Cam Túc được người dân quay lại và chia sẻ lên Twitter. Trong video, các tòa nhà cao tầng dường như bị nuốt chửng trong đám mây cát bụi khổng lồ đang từ từ di chuyển vào thành phố. Cảnh sát buộc phải đóng cửa các con đường chính và yêu cầu các tài xế chờ trong các khu dừng nghỉ khi tầm nhìn giảm xuống dưới nửa mét. Tuy nhiên, những khách du lịch đến công viên tự nhiên Đụn Cát Misa và hồ Bán Nguyệt Đôn Hoàng để ngắm hoàng hôn đã không kịp để phòng cơn bão cát. Họ buộc phải túm tụm lại với nhau, đeo kính và khẩu trang để bảo vệ mình khỏi cát. Ông Quinn, một hướng dẫn viên du lịch cho biết khi họ khởi hành, bầu trời vẫn trong xanh và tất cả các dấu hiệu đều cho thấy đó sẽ là một buổi hoàng hôn tuyệt đẹp. Song sau đó, gió đột ngột nổi lên tạo ra cơn bão cát khủng khiếp. Truyền thông địa phương dẫn lời một người dân ở thành phố trên cho biết bão cát đến một cách đột ngột và quét qua thành phố này chỉ trong 5 hoặc 6 phút. Đôn Hoàng là nơi có một số điểm du lịch nổi tiếng, trong đó có Hoang Mạc Cao được Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO công nhận là di sản thế giới. Theo truyền thông Trung Quốc, bão cát xảy ra thường xuyên tại đây vào mùa xuân hàng năm, song hiếm khi xảy ra vào mùa hè. Hồi tháng 6 năm ngoái, cư dân của Hòa Điền, một thành phố phía Tây Trung Quốc thuộc khu tự trị Tân Cương, từng chụp được cảnh tương tự như ở Đôn Hoàng. Một cơn bão cát đã quét qua Hòa Điền, khiến bầu trời có màu da cam và phủ đầy một lớp bụi dày. Truyền thông Trung Quốc khi đó giải thích rằng, trong những năm gần đây, thời tiết ngày càng khắc nghiệt do nạn phá rừng và các hành động phá hủy môi trường của con người. Lăn lê trong hồ nước cạn để livestream giả vờ đang ở vùng mưa lũ, nhóm truyền thông bất lương nhận đủ gạch đá từ cư dân mạng. Livestream là một sản phẩm truyền thông của thời đại phát triển vượt bậc về khoa học và công nghệ. Sở dĩ hình thức này có thể hạ gục hoàn toàn các kiểu truyền thống cũ là bởi vì chúng đề cao tính chất lượng hơn cả. Thế nhưng, một loạt các livestream đã nhận về vô số gạch đá ở Trung Quốc trong đợt mưa bão dưới đây lại không phải như vậy. Vừa qua, khi thiên tai bão lũ hoành hành tại nhiều địa phương ở Trung Quốc, các thông tin liên quan tới chủ đề này đều nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận. Lợi dụng điều này, một nhóm người đã liên tục phát livestream trên mạng với chủ đề cập nhật tình hình bản thân khi sống ở vùng mưa bão. Những người trong livestream nói trên đều có một khẩu hiệu giống nhau.
Hôm nay trời mưa rất to, tôi cảm giác như lượng mưa của một năm đều dồn cả vào hôm nay vậy. Các bạn à, hiện tại tính mạng của tôi tuy không có gì nguy hiểm, nhưng cũng chẳng thể nói trước được rằng tôi có thể sống qua ngày hôm nay hay không. Cảm ơn các bạn vì đã xem livestream và tặng quà ủng hộ. Tuy nhiên, điều đáng nói lại là nằm ở chỗ, chẳng bao lâu đội ngũ của nhóm livestream này đã bị bóc phốt rầm rộ trên mạng xã hội. Hóa ra họ vốn không phải đang sống trong vùng mưa lũ như khẩu hiệu hô hào của mình. Những bức ảnh hậu trường bị phát tán đã cho thấy nhóm người này dường như đang ở một khúc sông cạn hay một hồ nước cạn nào đó. Điều này đồng nghĩa với việc họ đã cố tình nói dối về việc mình đang ở nơi có mưa lũ, dàn dựng quay livestream để lừa gạt dư luận. Nhiều ý kiến cho rằng nguyên tắc cơ bản của livestream hay bất cứ hình thức truyền thông nào khác chính là đề cao tính trung thực, không đưa tin sai sự thật. Hơn nữa, trên nhiều nền tảng mạng xã hội Trung Quốc hiện nay, livestream hoàn toàn có thể kiếm được tiền thông qua lượt xem và các quà tặng hoặc số tiền mà người xem gửi tặng. Tuy nhiên, nhóm người này dàn dựng livestream giả ở trên đã lợi dụng sự quan tâm của dư luận để có được sự đồng cảm và nhận được sự giúp đỡ tài trợ từ cộng đồng. Điều này chẳng khác nào là hành vi lừa đảo. Bởi vậy, cho nên sau khi bị bóc trần bộ mặt thật, hành động của nhóm người nói trên đã nhận về vô số gạch đá của cư dân mạng. Trong tuần qua, những cơn mưa lớn đã không ngừng trút xuống nhiều tỉnh phía đông của Trung Quốc, gây ra lũ lụt nghiêm trọng, được mệnh danh là cơn lũ nghìn năm có một của Trung Quốc. Đợt thiên tai này đã khiến hàng chục người dân nước này thiệt mạng và con số đó có thể tiếp tục tăng lên trong những ngày tới. Các thành phố chìm trong nước lũ, trong nhiều bến tàu điện ngầm, nước lũ ngập cao hơn đầu người, bên ngoài dòng nước chảy xiết cuốn trôi mọi thứ trên đường đi. Tình hình đã thê thảm tới nỗi Chủ tịch Tập Cận Bình đã phải lên tiếng. Quả thực, đối với mỗi đất nước mới chỉ đứng dậy sau cơn đại dịch Covid-19, trận thiên tai này sẽ tiếp tục là một thảm họa, gieo rắc nỗi khổ đau cho hàng triệu người Trung Quốc. Sau Trịnh Châu, nhiều thành phố khác ở Trung Quốc đối mặt với nguy cơ mưa lũ lớn. Bão lớn dự kiến sẽ đổ bộ vào nhiều tỉnh duyên hải ở Trung Quốc trong vài ngày tới. Thành phố Thượng Hải đã thiết lập các rào chắn lũ lụt, đề phòng khả năng mưa lớn kèm lũ tấn công hệ thống tàu điện ngầm. Trong vài ngày qua, mưa lớn kiểu ngàn năm có một đã gây ra tình trạng lụt lội nghiêm trọng tại tỉnh Hà Nam. Khởi đầu là ở thủ phủ Trịnh Châu rồi lan sang các thành phố, thị trấn khác trong tỉnh, làm ít nhất 5-6 người thiệt mạng. Mưa lũ khiến 400.000 người tại Trịnh Châu rơi vào tình cảnh mất nhà cửa, với thiệt hại ban đầu ước tính lên đến hơn 10 tỷ đô la Mỹ. Trong khi các nỗ lực cứu hộ khắc phục hậu quả thiên tai đang được gấp rút triển khai ở Hà Nam, nhiều tỉnh khác tại Trung Quốc đang phải đối mặt với nguy cơ lụt lội khi một cơn bão vốn là một phần nguyên nhân gây mưa lớn ở Hà Nam di chuyển trên Thái Bình Dương. Cơn bão mạnh có tên Pháo Hoa, cơn bão số 3 được dự báo sẽ đổ bộ vào vùng ven biển duyên hải miền Đông Nam Trung Quốc, nằm giữa hai tỉnh Chiết Giang và Phúc Kiến. Hoàn lưu bão nhiều khả năng sẽ gây ra mưa lớn ở miền Bắc và Đông Bắc, cũng như vùng núi ở miền Trung và miền Nam Đài Loan Trung Quốc. Bão cũng được cho là có khả năng gây ra mưa lớn. Sạt lở đất ở tỉnh Chiết Giang trong chiều ngày thứ Bảy hoặc rạng sáng ngày Chủ nhật tới. Tỉnh trưởng Chiết Giang Jiang Zhangjie cho biết đã nâng mức cảnh báo thảm họa lên ngưỡng cao thứ hai. Còn tại Thượng Hải, chính quyền cũng đang nỗ lực thực thi các biện pháp đảm bảo an toàn cho 25 triệu dân của thành phố trước nguy cơ xuất hiện gió giật mạnh kèm mưa lũ. Sở Giao thông Vận tải Thượng Hải ra thông báo sẽ đóng cửa hệ thống tàu điện ngầm nếu có gió mạnh. Lực lượng chức năng đã huy động tới các lập rào chắn để bảo vệ mạng lưới tàu điện ngầm. Sau khi xảy ra vụ 12 người thiệt mạng dưới tàu điện ngầm ở Trịnh Châu trong vụ lũ lụt vừa qua. Theo dự báo, bão số 3 cũng sẽ gây mưa lớn tại nhiều thành phố, thị trấn ở Phúc Kiến, đặc biệt là tại các đô thị như Phúc Châu, Nam Bình, Ninh Đức. Lũ lụt ảnh hưởng hơn 7,5 triệu người Trung Quốc. Chính quyền Hà Nam cho biết hơn 7,5 triệu dân bị ảnh hưởng lũ lụt, 56 nạn nhân thiệt mạng và hơn 1,5 triệu người phải sơ tán. Số người chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt trong thông báo cập nhật của chính quyền Hà Nam cao gấp đôi con số 3 triệu được công bố hôm thứ Tư. Khoảng 585.000 người sơ tán tạm thời khỏi nhà của họ, trong khi 919.000 người khác được chính quyền rời đi. Trận lụt chết người mà chính quyền địa phương mô tả là nghìn năm có một gây thiệt hại diện rộng ở thủ phủ Trịnh Châu của tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc, khiến cho thành phố này bị mất điện và nước. Truyền thông Trung Quốc đưa tin điện sẽ được khôi phục trong hôm nay, trong khi nước sạch được cấp lại vào ngày mai. Mưa đã dứt,
và Trịnh Châu dự kiến sớm trở lại bình thường. Nhưng thành phố Tân Hương gần đó đang phải hứng chịu những trận mưa lớn hơn nữa, khiến cho nhiều nhà cửa và những ngôi làng ở vùng sâu, vùng xa chìm trong nước lũ. Các dấu vết còn sót lại trên tường ở một số ngôi nhà cho thấy mực nước dâng cao tới ngực. Trận lũ đã làm hư hại một đoạn đê trên sông Vị Hà, thành phố Hạc Bích tối ngày thứ Tư, khiến cho nhiều ngôi làng gặp nguy hiểm. Giới chức không thể ngăn nước tràn bờ, dù đã đổ nhiều xe tải đá lên đoạn đê bị vỡ. Một quan chức giấu tên cho biết tất cả ngôi làng gần đó được sơ tán kịp thời nên không xảy ra thương vong. Mưa lũ gây vỡ đê ở Hà Nam, Trung Quốc, thành phố Tân Hương nguy cấp. Hai đoạn đê trên sông Vệ ở tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc đã bị vỡ do mưa lớn và lũ xối xả. Thêm một thành phố ở tỉnh này lâm vào tình trạng nguy cấp. Sau nhiều ngày mưa lớn, đoạn đê trên sông Vệ thuộc địa phận thành phố Hạc Bích của tỉnh Hà Nam đã bị vỡ. Mặc dù nhiều xe chở đá và xe tải lớn đã được đẩy xuống sông, nhưng vẫn không lấp nổi chỗ đê bị vỡ. Hiện tại, hai ngôi làng ở đây đã thất thủ. Các ngôi làng gần đó đã bị nhấn chìm trong biển nước, trong khi mực nước vẫn không ngừng dâng cao. Vào lúc 5 giờ sáng thứ Năm theo giờ địa phương, một thị trấn của huyện Tuấn bên sông Vệ tiến hành xả lũ, khiến cho người dân phải di rời khẩn cấp. Huyện này đêm qua đã phải nâng mức ứng phó khẩn cấp với mưa lũ lên cấp 1, tức mức cao nhất. Con kênh có tên Cộng sản Chủ nghĩa cách sông Vệ không xa về phía Tây, lượng nước cũng đã tràn về vào lúc 10 giờ. Trước đó, đoạn đê trên sông Vệ thuộc địa phận thành phố Tân Hương, tỉnh Hà Nam cũng đã bị vỡ. Mặc dù trước đó, người dân địa phương đã đẩy xuống sông hai chiếc xe tải cỡ lớn để bịt chỗ thủng. Thành phố này đã phải ra thông báo khẩn cấp yêu cầu di rời người dân và tổ chức lực lượng cứu hộ vá đê. Gần 30.000 người tại Tân Hương đã được di rời khẩn cấp. Cùng với đó, Thứ trưởng Bộ Quản lý Khẩn cấp kiêm Thứ trưởng Bộ Thủy lợi Trung Quốc Chu Học Văn đã dẫn đầu một đoàn công tác liên ngành đến Tân Hương để hỗ trợ phòng chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai. Dân Trịnh Châu đòi câu trả lời sau vụ lũ làm ngập tàu điện. Lũ lụt nghiêm trọng ở miền Trung Trung Quốc đã khiến một cơ quan bị chỉ trích kịch liệt. Cùng lúc đó, một cơn bão mới đổ bộ vào bờ biển phía đông của nước này. Do cơn lũ, tuyến tàu điện ngầm số 5 của thành phố Trịnh Châu đã bị ngập vào tối thứ Hai, khiến ít nhất 12 hành khách thiệt mạng. Trên khắp thủ phủ của tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc, nhiều nạn nhân của trận lũ kinh hoàng đang yêu cầu được biết nguyên nhân tàu điện ngầm không tạm dừng hoạt động khi nước dâng trên các con phố. Tại sao không đóng cửa trạm ngay lập tức khi nước bắt đầu ngấm vào khoảng 15 giờ đến 16 giờ? Một người dùng mạng xã hội trên Weibo hỏi. Hơn chục hành khách đã thiệt mạng và không ai đứng ra chịu trách nhiệm. Theo một người khác, ban quản lý tàu điện ngầm Trịnh Châu đổ lỗi cho thảm họa là do một trận mưa lớn hiếm gặp khiến cho nước phá vỡ bức tường chắn tại ga Sa Câu vào lúc 18 giờ, làm hơn 500 hành khách bị mắc kẹt. Những người sống sót đã chia sẻ đoạn video quay lại cảnh các hành khách bị mắc kẹt bên trong toa tàu tối tăm khi mực nước dâng đến ngang vai đang chờ được giải cứu. Một số người đã mất hy vọng sau khi chờ đợi 4 giờ đồng hồ và đã gửi tin nhắn cuối cùng cho gia đình. Lũ lụt dường như đang giảm bớt ở Trịnh Châu, song chính quyền địa phương trong thành phố Tân Hương ở phía bắc Trịnh Châu đã ban hành cảnh báo sơ tán vào ngày thứ Tư, sau khi hơn 90 ngôi làng bị ngập. Theo truyền thông địa phương, một con đập trên sông Vị Hà bị vỡ vào sáng thứ Năm. Lũ lụt đã làm 33 người thiệt mạng cho đến nay và gây thiệt hại đến 3 triệu người trên tổng dân số 96 triệu người toàn tỉnh Hà Nam. Một quan chức cho biết ngày thứ Tư rằng thiệt hại kinh tế ước tính lên tới 188 triệu đô la Mỹ và 215.000 hecta cây trồng bị phá hủy. Trong một diễn biến khác, Trung tâm Khí tượng Quốc gia vừa đưa ra cảnh báo vào ngày thứ Năm về cơn bão số 3 dự kiến sẽ đổ bộ vào các thành phố ven biển phía đông Trung Quốc, bao gồm Thượng Hải, với lượng mưa lớn vào 2 ngày tới. Chính quyền địa phương trong khu vực đã treo thông báo cấm các hoạt động ngoài trời. Hàng trăm ô tô bị nước cuốn trôi như lá trong trận lũ lịch sử tại Trung Quốc. Hình ảnh hàng trăm chiếc xe ô tô bị nước nhấn chìm trong trận lũ lịch sử đang xảy ra tại Trung Quốc thực sự gây sốc. Nhiều thành phố ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đang phải hứng chịu một đợt mưa lũ lịch sử, được ví là ngàn năm có một, khi lượng mưa trút xuống trong 3 ngày qua bằng tổng lượng mưa trung bình trong cả một năm, gây ra cảnh tượng đổ nát và ngập lụt ở nhiều nơi.
Mới đây, hình ảnh những phương tiện giao thông bị nước lũ nhấn chìm và cuốn trôi tại thành phố Trịnh Châu, nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất đã được chia sẻ lên mạng xã hội và khiến nhiều người phải sốc, gây choáng váng. Dù đã được xem là đợt mưa lũ lịch sử ngàn năm có một, cơ quan khí tượng địa phương cảnh báo rằng mưa vẫn có thể tiếp tục trong những ngày tới và mở rộng sang các khu vực khác. Tổn thất vì lũ lụt ở Hà Nam trong 2 tuần chiếm phần lớn tổng thiệt hại do lũ lụt Trung Quốc từ đầu năm đến nay. Số người chết do lũ lụt ở tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc đã tăng lên 99 người tính đến trưa ngày thứ Tư vừa qua. Tân Hoa Xã dẫn thông tin từ chính huyện Hà Nam cho biết, trong số 99 người chết có 26 trường hợp mới được báo cáo ở Trịnh Châu, thủ phủ Hà Nam. Theo số liệu thống kê từ Hệ thống Quản lý Thiên tai Quốc gia, gần 14 triệu người tại 150 quận huyện và thành phố ở Hà Nam đã bị ảnh hưởng bởi mưa bão, lũ lụt kể từ ngày thứ Năm tuần trước. Hơn 930.000 người trong tỉnh đã phải di rời khẩn cấp, với tổng số là 1.470.800 người phải di rời. Đến nay, các nỗ lực tìm kiếm vẫn đang được tiến hành đối với những người mất tích. Diện tích cây trồng bị ảnh hưởng ở Hà Nam là hơn 1 triệu hecta, trong đó 527.000 hecta bị phá hủy và 198.200 hecta mất mùa. Tổng cộng có hơn 840.000 ngôi nhà bị sập hoặc bị thiệt hại trên toàn tỉnh. Thảm họa thiên nhiên đã gây ra thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 90,981 tỷ nhân dân tệ, tương đương 14 tỷ đô la Mỹ. Con số thiệt hại ở Hà Nam chiếm phần lớn trong tổng số thiệt hại do lũ lụt, mưa bão ở Trung Quốc tính từ đầu năm tới nay. Hoàn Cầu Thời báo đưa tin vào ngày thứ Ba vừa qua, Cơ quan Kiểm soát Lũ lụt và Cứu trợ Hạn hán Quốc gia cho biết lũ lụt và mưa bão ở Trung Quốc từ đầu năm đến nay đã ảnh hưởng đến 34,81 triệu người, khiến cho 146 người chết hoặc mất tích, phá hủy 72.000 ngôi nhà và gây thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 123 tỷ nhân dân tệ, tương đương 18,93 tỷ đô la. Theo Tân Hoa Xã, tổng cộng hơn 39.000 người và 3.000 hộ thiệt hại đã được huy động để kiểm soát lũ lụt và cứu trợ thiên tai ở Hà Nam. Tính đến 10 giờ ngày thứ Ba, Tổ chức Từ thiện Hà Nam và Hiệp hội Chữ thập đỏ chi nhánh Hà Nam đã nhận được 5,69 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 876,17 triệu đô la quyên góp. Trong khi đó, Trung Quốc đã phân bổ 795 triệu nhân dân tệ, tương đương 122,4 triệu đô la để tái thiết các khu vực của một số tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa bão, lũ lụt. Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia cho biết, số tiền từ nguồn dự trữ tài chính trung ương này sẽ hỗ trợ việc tái thiết cơ sở hạ tầng và cơ sở dịch vụ công cộng sau thảm họa ở các tỉnh Hà Nam, Tứ Xuyên, Sơn Tây và Chiết Giang. Kể từ tháng này, những trận mưa lớn tiếp tục ập đến Hà Nam, Tứ Xuyên và Sơn Tây và cơn bão số 3 đã đổ bộ 2 lần vào Chiết Giang, gây ra lũ lụt nghiêm trọng, thương vong và thiệt hại về tài sản. Theo Bộ Tài chính Trung Quốc, nước này đã dành 3 tỷ nhân dân tệ để hỗ trợ kiểm soát lũ lụt và khắc phục hậu quả thiên tai Hà Nam trước đó. Hệ thống phòng chống lũ lụt thông minh của Trung Quốc bị nghi ngờ chất lượng sau thảm họa lịch sử. Tiếp đó, hai dự án thành phố thông minh nổi tiếng ở Trịnh Châu, một quản lý lũ lụt và một về an toàn đường hầm đã bị chỉ trích bởi không ngăn chặn được thảm họa vừa qua. Nước lũ tại Trịnh Châu, thành phố 10 triệu dân ở miền Trung Trung Quốc đã rút sau trận lịch sử, nhưng nó cũng làm lộ ra một loạt các vấn đề về quản lý các dự án công nghệ. Các hệ thống thành phố thông minh được quảng cáo rầm rộ của Trịnh Châu từng được cho là sẽ giúp các nhà quy hoạch, quản lý và giữ an toàn đô thị đã bị chỉ trích và giám sát chặt chẽ sau khi các trận lũ lụt gần đây đã tàn phá nặng nề cơ sở hạ tầng thành phố và khiến cho hàng chục người thiệt mạng, trong đó có 14 người ở hệ thống tàu điện ngầm địa phương và 6 người trong đường hầm Jin Quang. Một trong những dự án công nghệ được quan tâm là hệ thống ngăn lũ lụt theo thời gian thực, được lắp đặt tại thành phố vào tháng 12 năm ngoái bởi công ty công nghệ hệ thống thông minh hàng không vũ trụ Thần Châu, một chi nhánh của Tập đoàn Khoa học và Công nghệ hàng không vũ trụ Trung Quốc thuộc sở hữu nhà nước. Theo các tuyên bố chính thức, hệ thống được thiết kế để giúp cho chính quyền thành phố giám sát mực nước trong thời gian thực thông qua các cảm biến và phân tích thông minh, cũng như là thông báo cho các bộ phận liên quan về những nguy hiểm sắp xảy ra. Nó có quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu từ một số văn phòng địa phương, bao gồm dữ liệu lớn về khí tượng, thủy văn và các lĩnh vực liên quan khác. Công nghệ còn lại là hệ thống giám sát
đường hầm Trinh Quang được lắp đặt như một phần của sáng kiến của thành phố nhằm theo dõi an toàn đường hầm. Một báo cáo truyền thông chính thức cho biết các camera và cảm biến trong đường hầm đã làm cho cơ sở hạ tầng trở nên thông minh và thậm chí có thể gửi cảnh báo qua ứng dụng trên smartphone về tai nạn hoặc nguy hiểm sắp xảy ra. Mặc dù vậy, có vẻ như những người lái xe trong trận lũ mới đây đã không biết về thảm họa sắp xảy ra với mình. Tuy nhiên, vẫn chưa biết liệu hệ thống trên không đưa ra cảnh báo hay là các cơ quan chính quyền ở Trịnh Châu có liên quan đã không thực hiện hành động kịp thời khi nhận được cảnh báo của hệ thống. Chính quyền thành phố Trịnh Châu đã cho biết một cuộc điều tra về lý do tại sao các hệ thống thành phố thông minh không bảo vệ được công dân sẽ diễn ra sau khi công tác thoát lũ khẩn cấp và cứu hộ hoàn tất. Aerospace Senju Smart System, đơn vị phát triển hệ thống giám sát lũ lụt, đã không trả lời các cuộc gọi và phát yêu cầu bình luận. Trung tâm đường hầm Trịnh Châu, nơi chịu trách nhiệm vận hành đường hầm, cũng không trả lời các yêu cầu bình luận. Các câu hỏi về hệ thống thành phố thông minh đã xuất hiện trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều cư dân mạng đã đưa ra ý kiến rằng các dự án thành phố thông minh ở Trịnh Châu là lãng phí tiền bạc và hoàn toàn vô dụng. Các phương thức khác đặt câu hỏi về vai trò của bộ máy quan liêu của chính quyền địa phương trong thảm họa. Sự thiếu hiệu quả hoặc là sự phối hợp giữa các cơ quan khác nhau có thể đã không chuyển tín hiệu từ hệ thống cảnh báo công khai kịp thời. Ví dụ, cơ quan khí tượng thành phố Trịnh Châu đã gửi 5 cảnh báo đỏ về mưa lớn, mức cảnh báo thời tiết cao nhất, nhưng chính quyền thành phố Trịnh Châu đã không có hành động đình chỉ trường học hoặc là giao thông. Patrick Gian, giám đốc nghiên cứu tại công ty tư vấn công nghệ thông tin IDC cho biết, việc ban hành thông tin phòng ngừa thảm họa thường cần sự phối hợp giữa các bộ phận khác nhau. Ông cho biết, liệu người nhận có ghi nhận cảnh báo một cách nghiêm túc hay không là việc nằm ngoài tầm kiểm soát của người gửi. Gian nói thêm rằng, nhiều dự án thành phố thông minh ở Trung Quốc còn lâu mới sẵn sàng đối phó với thiên tai và hầu hết các thành phố của Trung Quốc vẫn đang trong giai đoạn sơ bộ đặt nền móng cho thành phố thông minh bằng cách lắp đặt camera lưu trữ đám mây, trung tâm dữ liệu và nền tảng xử lý. Các nhà phân tích khác thì cho biết lượng mưa tuần trước quá lớn có thể đã vượt quá công suất thiết kế của hệ thống. Lượng mưa khoảng 63cm đã trút xuống trong vòng 24 giờ vào ngày thứ Hai, đã được chính quyền địa phương cho biết là điều không được nhìn thấy trong 1.000 năm. Kaman Lee, phó giáo sư đại học Bách khoa Hồng Kông nói rằng, các hệ thống giám sát lũ lụt như hệ thống được sử dụng ở Trịnh Châu áp dụng công nghệ tương tự như các hệ thống giám sát ở Hồng Kông và thời tiết khắc nghiệt có thể áp đảo những hệ thống này. Thành phố thông minh đã trở thành một từ thông dụng trong những năm gần đây ở Trung Quốc, khi các chính quyền địa phương mong muốn sử dụng công nghệ mới để số hóa việc quản lý thành phố và cải thiện mức sống của người dân. Thuật ngữ này cũng đã được sử dụng bao gồm tất cả mọi thứ, từ giám sát đến cơ sở hạ tầng đô thị, dịch vụ thành phố, giao thông, vận tải và quản lý năng lượng. Những gã khổng lồ công nghệ của Trung Quốc bao gồm Alibaba Group Holding, Tencent Holding, Baidu và Huawei Technology đều tham gia vào việc tranh giành thị phần trong lĩnh vực này, cung cấp đủ các dịch vụ từ lưu trữ đám mây đến cơ sở hạ tầng kỹ thuật số như trung tâm dữ liệu và các giải pháp điện toán toàn bộ. Vào cuối năm ngoái, hơn 500 thành phố ở Trung Quốc đã bắt tay vào các loại dự án thành phố thông minh khác nhau, nhưng chỉ có 8,4% thành phố thông minh đã đạt đến mức độ hoàn thiện, với hơn 43% còn lại chỉ trong giai đoạn sơ bộ, theo một báo cáo từ Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia, đơn vị hoạch định kinh tế của Trung Quốc. Qian Minglu, giám đốc điều hành của DSI Trung Quốc, một nhà cung cấp giải pháp môi trường nước cho biết, một số chính quyền địa phương đã lựa chọn các dự án thành phố thông minh chỉ mang tính trưng bày thay vì nhắm vào các vấn đề thực tế. Ông Lu cho biết giám sát, ngăn ngừa và quản lý ngập lụt đô thị nên là một trong những vấn đề quan trọng nhất khi nhìn vào việc xây dựng thành phố thông minh. Một chuyên gia khác cho biết khoảng cách giữa tầm nhìn và thực tế là một vấn đề với nhiều dự án do chính phủ lãnh đạo ở Trung Quốc, mặc dù việc quản lý dữ liệu lớn đang tạo ra sự khác biệt. Phan Anji, một chuyên gia quy hoạch đô thị người Pháp đã làm việc hơn một thập kỷ tại Trung Quốc cho biết, thành phố thông minh chỉ là một khái niệm trong các dự án thiết kế đô thị hơn là một thực tế ở Trung Quốc. Nhưng việc thu thập, xử lý và hợp nhất dữ liệu lớn đang dẫn đến những trải nghiệm đô thị mới ở các thành phố lớn nhất của đất nước này.